KFC không calo, thêm chanh, thêm đã. Mobifone 5G, tốc độ nâng tầm trải nghiệm. Không có Facebook, Yahoo, để là graffiti bọn anh viết lên tường. Trending chị em mà phòng và có đầu sư tử lạ lướt qua đường. Young boy bước ra từ đống đa xe đạp gần loa chứ không phải là dream. Mẹ không cho yêu dài phố sao em vẫn để anh đóng thẳng vào tim. DJ lên hộ con nhạc để anh nhảy vào server PK. iPhone, iPad làm gì mà đã có 6300 Nokia. Thằng bạn anh chưa được mấy phút, nhắn gì toàn CK, VK. Nhảy vào cuộc chơi nhì anh phá cách mấy đứa tán em phải xê ra. Vào bò, ra bầy, mời em qua đây làm anh tan chảy. 1, 2, 3 giây nhìn vào em là biết yêu luôn. Chưa bao giờ anh biết điều luôn. Chẳng bao giờ có tiết yêu thương. Tiếp chiều luôn. Để làm anh ghen 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 à. Bảo vào tim em bang bang bang. Anh là người rơi vào tương tư. Không phải vem 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 vem. Để làm anh ghen 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 à. Bảo vào tim em bang bang bang. Baby đây không phải động đất. Để là tim anh khi bên em. Sing it. Lê đôi bàn chân bước đi trên con phố dài. Nhẹ nhàng bông kia sớt trên con tim xa vắng. Chỉ một lần thôi. Muốn nghe tiếng em cười. Xinh như ngàn bông tuyết kia. Một nụ hôn trao về em sẽ không như bông tuyết tàn. Xin chào đến đôi con tim cách xa. Rồi mùa đông qua, anh sẽ quay trở về. Ta bên nhau hát vang khúc ca. Market tìm gần cự giải. Ngoan xinh yêu con thông minh nhất phố. Chắc chi đắc kỳ phải viết thêm vài quyển. Nếu có lỡ như vào đôi mắt đó. Trap căng nhất khu văn miếu. Ấm mà ngồi cùng em trông anh rất ngố. Lên show anh đã hai chân như một trader. Lại phải căng mắt ngó. Baby xinh gái, tinh quái. A còng Yahoo. Bọn anh ke đầu đá ngựa. Không phải quậy tabu. Phong cách thần thái lạnh ngắt. Dự báo là Hà Nội qua thu. Da vàng châu Á kiếm vào cho ba mà mỗi ngày haru haru. Non stop lên pro. Cypher ngay trên hồ. Outfit không cần nạp VIP. Whole squad lên đồ. Nhấn ga phi thuyền. Anh không ra trưởng, anh không đi quyền. Anh chỉ muốn làm hồi di chuyển. Beat drop anh ghi điểm. Nhưng 100 vào tài khoản như hack. Baby tăng nhiệt khi anh get crazy. Con tim này sẽ không có băng giá như hạt mưa tuyết trên phố em đi. Baby na 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 na. Anh không cần phải cưa em đổ. Biến ở mắt em trở thành kim cương. Anh đeo lên cổ. Bao ngày qua chứa trang con tim yêu thương ngầm ngàn. Nơi này chờ ai tuyết rơi về bên này xưa yên vắng. Loan như về một nơi xa xăm. Nơi người ta chờ vợ trong đêm. Mang theo cơn mưa quê đông giết cả. Tay đầu chân chân xong tay đầu. Bè nào mà slay wow. Lên đây xong hey hey. Tay tay chân chân xong tay tay. Girl nào mà slay slay. Lên đây xong 3, 2, 1, go. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin mời đặt vào tay nào như cho Gil. Rồi một tiết mục cuốn ơi là cuốn. Cuốn cỡ lace luôn. Quá đẹp trai và tự tin rồi. Một tràng pháo tay bốn tròn thưa quý vị. Các bạn ơi, tin chọn. Bấm 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 bấm. Nhanh nhanh nhanh. Kết quả.
93% Ocean MOB. Người ta thi mùa đầu người ta chưa có thành tích cao, cái người ta lên núi ta tu luyện, xem cái ta về ta làm nhạc viral chơi, được không? À. Các bạn nghe cái âm thanh vừa rồi có quen thuộc không? Rất là hoài niệm ha, sử dụng những cái chất liệu rất là thông minh. How do you think, Mr. F? I really love your rhyme that gonna kang 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 kang, bang 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 bang. Oh, that's so catchy. Thank you so much. สำหรับผมนะครับผมคิดว่าคุณคุมสเตจได้พอดีมากและมันมีเสน่ห์มากเมื่อกี้เหมือนไม่ได้ดูการแข่งขันอยู่เลยเหมือนการมาดูการเพอร์ฟอร์มของมืออาชีพเลยครับ Thank you so much. Thank you so much. Anh thấy cái style này nó hơi teenager, nó có hợp anh không anh? Cái style giống it's mainstream, it's the new generation style, so nó hay. Em mấy tuổi vậy? Em sinh năm 99, năm nay em 25 tuổi ạ. Thời em làm nhạc, ai inspire em đến làm nhạc? Ở trên thế giới cũng rất là nhiều, như là Migos, Kendrick Lamar hay là Drake. Ở Việt Nam thì hầu như tất cả những người có mặt ở đây đều là những người truyền cảm hứng cho em rất là nhiều. Yeah. Take them confidence and learn some cold. Crowd control, you go far in here, bro. Em cảm ơn anh Thái ạ. Yeah. Đi. Trong mắt mình, bạn này là một bạn cực kỳ bứt phá đấy. Gọi là bạn đã tìm được cái no limits của mình ấy. Từ thái độ này cho đến cách truyền tải, kết nối mọi người ở đây là một con người hoàn toàn khác. Có nghĩa là rượu ngâm đúng ngày thì tự nhiên nó chín kiểu vậy. Rứt vỏ chui ra rồi anh ạ. À, xứng đáng đấy. Tôi có thấy anh Karik đạp bung tóc. Mời anh ạ. Thế anh Thành thì em với Gil thực ra là biết rõ nhau quá rồi. Cái bài vừa rồi thực ra cá nhân em được biết chỉ mới 30% công lực của Gil thôi. Cho nên lúc nãy là em kêu rồi lại giấu bài nữa rồi. Kiểu giống như là chơi hiệp 1 quá đúng không em? Chưa dạ. Có dùng sức luôn phải không? Dạ dạ. Em nghĩ là Gil bây giờ thi lại lần 2 thì cũng đã biết chia sức ra chứ chưa bung hết đâu. Thăm dò đấy. Chia sẻ luôn với tất cả mọi người đây, Gil là một người rất là chịu khó học hỏi, chịu khó update thị trường Việt Nam hay nước ngoài, bạn ấy học mỗi thứ một chút. Và em cảm thấy là hôm nay bạn áp dụng cái điều đó lên sân khấu này nó phù hợp, vừa đủ. Nó không over quá mà cũng giữ lại cho mình một chút để thể hiện cái chặng đường sau. Và tôi có thấy B-Ray phấn khích. Dạ thưa anh Thành, em lại cảm thấy là em có thể tự tin huấn luyện cho Gil. Anh dựa vào cơ sở nào thưa anh? Dạ vâng, tại vì em thèm thấy là cái màu nhạc của Gil, có thể là em với anh Karik có rất là nhiều điểm tương đồng. Và nhất là những câu punchline rất là đắt của Gil mọi người ạ. Punchline là một trong những cái sở trường của em. Em nghĩ là cái năng lượng của em, cái năng lượng của The Underdog khi mà matching với lại năng lượng của Gil thì em nghĩ là nó sẽ là một cái gì đó nó bùng nổ ạ. Tín hiệu của vũ trụ đã đưa em đến rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Ok. Vì sao Superboy chọn ạ? Chưa bao giờ mà em thấy em ba phải như là cái phần trình diễn với Gil. Tại ba phải là em đều đồng ý với cả ba người ý kiến vừa rồi. Và phải cho một cái sự ủng hộ rất là to lớn dành cho Gil. Để mỗi lần gặp lại Gil là mỗi lần mới, mỗi lần khác. Và có một lần là Suma đã đi xem Gil ở trong club mà ở Đà Nẵng. Và thật sự là chỉ muốn ra là ok, đây là Gil. Và lúc đó là phải nói là hâm mộ Gil về cái khoảng mà làm nhạc trong club á, là xuất sắc. Mà bạn này làm như là tới cái đúng cái thời mà đẹp trai hẳn hơn. Cái đó là cái thần của người ta đó, từ trong nó toát ra nó đẹp trai hơn đó. Tâm sinh tướng. Đó, tâm sinh tướng đúng không em? Đó. Nói về Gil, ông em hàng xóm của tôi thì lúc nào cũng thế, rất là khệnh, rất là fresh và lúc nào cũng nhìn rất là bảnh trệ. Nói về nhạc của Gil thì em có một cái voice nghe nó rất là hay, nó rất là Hà Nội và em cũng viết punch rất là tốt. Và những cái line mà em viết nó hoàn toàn có thể em bổ tất cả những cái line ra để làm những cái kiểu status rất là hot á. Bây giờ mà để khen Gil thì chắc là phải chép sổ. Và em cũng hiểu sao Gil không xuất hiện mùa 3 và đến mùa này thì mới có sự xuất hiện của Gil. Thực ra là mùa 3 em có đi casting rồi và em cũng đã chuẩn bị rất là kỹ tâm lý để chuẩn bị cho mùa 3. Nhưng mà đúng thời gian đấy thì em lại dính nhiều công việc mà nó không thể nào mà thu xếp được lịch trình để có thể mà toàn tâm toàn ý để tham gia chương trình được. Và đến với năm nay thì em đã hoàn toàn thoải mái và em sẽ dành hết toàn bộ năng lượng của em có cho chương trình ạ. Và em nghĩ là với một cái ca mà quá là đặc biệt này thì chúng ta nên phải...
với một ca quá là đặc biệt này thì phải tôn non, tôn non. Wow. Wow. Một chiếc nón vàng á. Trước tiên là không biết sao nhưng mà thấy em được một chiếc xe điện Dragonfly của VinFast rồi. Wow, wow, wow. Ok thì được đấy, hôm nào mà anh đi đón con cho anh mượn xe nhá. Có ai quăng nón đâu mà. Nhưng mà mọi người à, có người nói là tới đây vì idol, tại sao mọi người không pressing bên kia? Bên kia cũng còn chiếc nón kìa. Come on. Bây giờ như thế này. Cho em nói một câu công bằng đi. Cho em hỏi người em của em cái. Trong tất cả các thí sinh casting mùa 4 này, có hai trường hợp đặc biệt đối với anh, đó là em và cô Di, đều là cựu thí sinh của anh. Thì cái trong mindset của anh ấy, suy nghĩ là em sẽ luôn về với những đội khác sẽ ok hơn. Nhưng mà anh chỉ muốn em hỏi em một câu thôi. Em còn muốn học thêm nhiều thứ từ anh không? Lại một khí rồi. Anh nói thiệt á, em hỏi câu đó ngay cái chỗ này có 1,000+ người chứ không có nhiều hết trơn. Không, anh tin em. Rất khó trả lời, anh nói thiệt. Thí dụ anh nói anh không muốn về, anh cũng không dám nói nữa. Thôi khó quá. Đúng vậy, đúng vậy. Yêu sắc vô. Ở đâu mà có vụ em có yêu anh không rồi anh mới yêu lại quỷ à. Đúng không? Để tôi coi coi cái người xuất khẩu lao động này có đưa nón không. Ủa? Mike, come on. Nếu mà muốn xuất khẩu lao động mà trái ý với cái ý muốn của cái người được xuất khẩu lao động thì cái đó nó rất là kỳ luôn đó anh. Vậy hả? Cho nên là em muốn biết là Gil em đang muốn gì. Hay quá, số bộ cái câu hỏi cũng ngang ngửa con Garrick luôn á em ơi. Khác gì vậy? À, B-Ray nói giùm đi. Dạ. Ủa B-Ray nãy em làm dữ lắm mà sao em hiền quá vậy? Dạ vâng, thưa anh Thành thì em em cảm thấy là em muốn giữ cái nón của em ạ. Em cảm thấy cho hai người này giành giật nhau. Thông điệp ngắn gọn đơn giản mà có duyên. Garrick, bạn Quang mà bạn có hối hận hay không? Bạn có đắn đo hay không? Tôi thấy bạn có vẻ... Không anh, thật ra thì em casting em cũng biết thực lực của tất cả các bạn như thế nào. Nhưng mà lên đây nó là một câu chuyện khác. Đúng rồi. Quan trọng là em nghe theo con tim à. Đúng rồi. Garrick, tôi xác nhận nha, chân thật với những gì xảy ra với trái tim anh ấy. Em vẫn có thể học từ người thầy cũ của em. Anh không cấm với cả anh không... Anh không bao giờ anh cấm em sang chơi với anh Rick hay là anh thoải mái đi. Nhưng mà em cũng cần phải những cái mới nữa. Anh em mình lại còn ở cùng chung cư. Tiện thế gì nữa. Nghe thấy ghét thiệt. Cảm giác y chang nói chuyện là không, em cứ quyền gặp lại người yêu cũ không sao hết. Anh không thoải mái với chuyện đó lắm cứ. Thưa quý vị, hai chiếc nón vàng thì theo luật chọn về với ai là quyền của anh ấy. Ta lại chơi quay mặt à? Cho tôi hỏi, bây giờ đã lúc em được nói. Em vô cùng cảm ơn các vị huấn luyện viên đã dành những lời khen ngợi cho em. Đối với em thì anh Garrick luôn luôn là một người anh, một người thầy đã dẫn dắt em trong khoảng thời gian em đã tham gia chương trình Rap Việt mùa 1. Và em luôn dành rất là nhiều tình cảm dành cho anh Garrick. Em nghĩ là em không cần nói thì anh cũng hiểu, nhưng mà tiện đây trên sóng truyền hình thì em cũng muốn nói I love you bro. Nhưng mà em nghĩ là
Nhưng mà em nghĩ là nhưng mà em nghĩ là thôi được rồi, tôi hiểu rồi, thôi được rồi. Em nghĩ là mình đến với chương trình Rap Việt mùa 4 mang những cái tâm thế mới, những cái trải nghiệm mới thì vậy nên em nghĩ là team anh Garrick sẽ có rất là nhiều chiến binh mạnh có thể giữ những vị trí đó, và em xin được quyết định về team anh Big Daddy ạ. Big Daddy ạ. Big Daddy ạ. Xin chúc mừng Big Daddy là người đã được lựa chọn. Và chúng tôi sẽ được chúc mừng team B-Ray. 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 Bởi vì bạn là first choice của B-Ray. Rồi bây giờ ngồi gác cho rung đùi. Em không muốn thi cái nón vàng ra nào. Em có mãn nguyện không hay là em cảm thấy em bị giật trắng trợn? Em nghĩ là những gì diễn ra tại đây ngày hôm nay còn hơn cả sức tưởng tượng của em nữa. Thôi ông ơi, ông trả cái mũ đây nào. Trời ơi, xem lật lòng vậy. Bây giờ xe không muốn thì thôi trả mũ đây. Em, ta nói dạ. Cái xe kìa. Em làm mất cái xe của người ta rồi đó. Thì em cảm thấy rất là có lỗi khi mà em làm mất chiếc xe này của Gil. Nhưng mà em nghĩ là nếu mà Gil về team của em thì Gil sẽ còn nhiều chiếc xe như vậy nữa. Rất rất nhiều chiếc xe như vậy nữa. Hứa nha. Cụ thể là xe gì phải nói luôn. Anh hôm nọ anh vừa mất 2 chỉ vàng cho Pháp Kiều với cả Hurry Khang này. Là nói ấy, em hứa nếu vào chung kết anh trai C2 là em mua 2 chỉ vàng, nhưng lúc đó em không nghĩ thế. Trời ơi, đúng là người hài của em. Người hài của em. Bảo thật. Anh chúc mừng Bảo và Gil, cho anh xin lại cái mũ nhé. Lấy lại đi em. Ừ. Lấy lại đi. Đây em cầm hộ cho Rick luôn. Đây là đợi đi. Thôi chúc mừng. Chúc mừng. Chúc mừng Gil, chiến binh mới của team B-Ray. Rap Việt 2024, 20 giờ thứ bảy hàng tuần, xem sớm nhất trên siêu ứng dụng Vion.